Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và như các bạn đã đọc tít rồi đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ phải chỉnh đốn lại nhan sắc của cái S Channel này. Các bạn hiểu không? Đường đường là hai VJ top đầu, thế mà đứa thì không biết skincare, đứa thì dùng bánh tai anh tinh, xong rồi ngồi cười nhau như bọn trời ơi. Ờ, nhà nhá, nhưng ít nhất là em còn dùng. Con Hà này, nó mang tiếng là con gái, nó có bao giờ dùng đâu. Đang vui vẻ với nhau, bóc phốt nhau thế à? Em không dùng nhưng mà em có một đầu kiến thức. Không ai đi bôi serum xong đi rửa mặt nhanh hết ý. Thế bây giờ làm như nào? Ai mà biết được. Thôi, nào, về. Như này đi. Để tao sẽ mở một buổi gọi là hướng dẫn spa tại gia, được chưa? Mất tiền không ạ? Không. Và chào mừng các bạn đến với buổi spa tại gia của trường mầm non S Channel, S Mẫu Giáo. Rồi, thế bây giờ là hai đứa trình bày xem một cái khả năng bình thường skin care hai đứa như thế nào. Còn sửa. Đầu tiên là theo bình thường anh dùng thì anh sẽ tẩy trang. Đấy. Cũng tẩy trang. Bọn em đã sạch sẽ rồi. Sau đấy là bọn em sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm. Không phải à? Sao tẩy trang xong anh dùng kem dưỡng ẩm? Anh thì dùng kem dưỡng ẩm xong rồi cho serum xong anh mới đi rửa mặt. Không phải à? Phải rửa mặt trước. Rửa mặt trước á? Đây nhìn cái thứ tự ở trên này này. Đâu? Đầu tiên sau tẩy trang nhá thì chúng ta lại rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi khô ráo rồi. Thì mình dùng đến toner hoặc là lotion. Hai cái này có gì khác nhau ạ? Hai bước nó tương đương. Lotion thì thường sẽ ẩm hơn toner, còn toner nó sẽ mang cái chức năng thiên về làm sạch sâu hơn. Bình thường nhá. Mọi người soi cái gì đấy? Em vàng thấy vảy vàng. Nó là vàng đấy. Biogo 24K. Thôi rồi, quay trở lại, mình mới đến bước này thôi. Sau cái bước toner là mình sẽ dùng đến những cái dưỡng chất, những cái tinh chất gọi là tinh hoa cho sâu ở trong da. Tức là bôi vàng lên mặt đúng không chị? Tiếp theo, sau bước serum và dưỡng chất các thứ ấy, thì mình phải khóa cái ẩm đấy lại. Nếu không còn nó bay đi mất. À, bay đi nhỉ? Đúng vậy. Nó còn bay được à? Đúng vậy. Bằng cái gì ạ? Đấy, mình sẽ dưỡng bằng kem dưỡng ẩm. Ờ, đây là kem dưỡng ẩm, này là kem dưỡng ẩm mà mình hay dùng. Rồi, bây giờ thì biết là trong những cái bước này, bước nào quan trọng nhất không? Em biết. Hai ba. Đây là cái bước duy nhất mà em làm mỗi ngày. Hai ba. Đấy là rửa mặt. Đúng, rửa mặt. Đúng rồi. Tại vì là mình làm sạch mà không tốt thì cái bụi bẩn ở ngoài đường nó về nó vẫn bám vào đấy, mà mình dưỡng thêm vào là nó sẽ bưng bít lỗ chân lông, nó sẽ gây mụn. Mình hiểu. Thôi rồi, mình bắt đầu tiến hành luôn. Thực ra thì hai đứa là tẩy trang rồi đúng không? Đúng. Thì mình sẽ vào bước rửa mặt. Rửa mặt đi. Đây. Hôm nay còn đầu tư cho hẳn hai cái máy rửa mặt Poreo 3. Ôi mới nhất. Hai cái này là hai cái máy rửa mặt. Không, thật là nhìn quen. Bởi vì hôm trước là lên Shopee cũng thấy mấy cái này bán có mấy trăm nghìn đấy mà. Hai ba trăm nghìn đấy. Thế là 200-300 đúng là nhão hết cả mặt, chảy xệ mặt ra xuống tận bụng. Thì cái này bao tiền? Nhìn đi, cái này hàng triệu một cái bản full này đấy. Em thử luôn đi được không chị? Trông phấn khởi mắt sáng long lanh. Hình như của anh với của em khác nhau cái lông lông này. Cái lông lông ấy, cái cấu tạo nó khác nhau ấy. Lông của anh cứng, nó lông không của phải em. Lông nó sợ silicone các má. À, sợ silicone. Của hai cái khác nhau. Cái của anh là anh thấy nó to và có cái phần dày hơn đúng không? Của em mềm mượt hơn. Em mềm mượt hơn. Thì thực ra da của nam ấy sẽ cần những cái tẩy rửa mạnh hơn. À, bao giờ ok. Cũng thế. Nhưng mà nhìn xinh nhở? Mà kiểu cầm con gái màu hồng rất là xinh với cả con trai. Nếu các bạn có người yêu thì nói kiểu có nhiều đồ đôi. Lắm. Mình và Hà không dùng đồ đôi nhá. Rồi, Hà rửa mặt trước đi em. Ôi, vã nhờn của Hà trong này các bạn ạ. Anh nghĩ thế mà rửa mặt đi. Bình thường là mọi người sẽ chỉ rửa bằng sữa rửa mặt xong xoa lên tay xong qua là xong đúng không? Thế thì không bao giờ sạch được da. Mà như là lúc nãy ta bảo ấy, nếu mà không làm sạch sâu ở trong cái lỗ chân lông ấy thì sẽ vẫn còn bụi bẩn, nó sẽ làm da mình bị mụn. Đấy thì mình sẽ phải dùng đến máy rửa mặt. Nó sẽ giúp mình làm sạch sâu vào lỗ chân lông của da, và đặc biệt là Poreo ấy. Thì cái đặc biệt của họ là họ có cái sóng âm T-Sonic, cái công nghệ trong cái máy rửa mặt của họ. Thì đây là cái dòng mới nhất bây giờ là Poreo Luna 3. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho một là mình sẽ cho sản phẩm ra tay, mình bôi lên mặt tạo bọt xong mình cho lên mặt, hoặc là cũng có thể là dùng trực tiếp cho sữa rửa mặt lên máy rửa mặt xong rồi mình sẽ massage quanh mặt. Máy thường thì em sẽ cho vào máy, nhưng hôm nay em sẽ thử cho lên mặt trước. Ơ sao của em nhiều bọt đấy hả? Tại vì em cho nhiều nước anh. Cần nhiều nước anh ạ. Ôi thích nhở? Sao mà thích quá, mùi nó ngai ngái. Đấy không phải là tính từ để miêu tả một sự thích đâu ấy. Đấy, xong rồi bây giờ mình sẽ dùng máy rửa mặt. Mình sẽ massage nhẹ nhàng theo từng vùng, massage chuyển động tròn.
Tại sao phải chuyển động tròn ạ? Đây là cái chuyển động tốt để nâng cơ mặt, lên. Đó, cái việc massage sẽ giúp mình tuần hoàn máu tốt hơn. Wow. Đó là cái việc rửa mặt. Hai đứa nhìn nhau xong rồi rửa mặt thấy ghê quá. Ôi, nhưng mà em bảo này, cái này có video hướng dẫn rửa mặt không ạ? Ví dụ như em lần đầu tiên dùng máy là em không biết dùng kiểu gì ạ? Em nghĩ là có đấy anh, tại vì là cái này có app nữa. Có app à? Vâng. Đây, đang thử về nhá. Đây nhá, cái app nhá. Đầu tiên là sau khi mà bọn em kết nối xong này, kết nối máy với cả app xong bằng cách là scan cái mã series của cái thiết bị mà mình đang dùng. Đúng rồi. Đây nhá, mình xem how to use it nhá. Đúng rồi, đầu tiên cũng là cho lên mặt này. Vâng. Thế là bắt đầu mình massage. Tôi ngồi đây làm gì nữa? Got it. Bây giờ nhưng mà tại vì cái này rất dễ sử dụng vì nó có tất cả những cái hướng dẫn rất cụ thể rồi. Vâng, mời. Thôi chị Mây. Sẽ trở lại vào bước sau. Nhưng không, có một cái hay này là mình có thể điều chỉnh được độ rung của từng vùng clean ở trên mặt. Vâng. Đấy, ví dụ trán này, cái phần hai mặt ở hai bên này, thế là mình điều chỉnh được cả thời gian và cái mức độ rung nữa. Thôi, anh nghĩ là bây giờ mình start luôn nhỉ. À, uầy, cái này có bật được cả gương em ạ, nhưng anh xấu quá. Sướng à? Thực ra là mình cũng thấy rất là thích bởi vì là kiểu là con trai ấy, mình cũng ít sử dụng những cái sản phẩm kiểu là chăm sóc sắc đẹp rồi da mặt các thứ như thế này, nên là lần đầu tiên thì cũng thấy là cảm giác kiểu đúng là mặt của mình sạch rất là sâu ấy, nhìn nó kiểu cảm, đúng là cảm giác kiểu da mặt nó thoáng, mịn màng hơn nhờ cái công nghệ T-Sonic đến từ Foreo. Mình đang muốn dìu con mắt hậu. Sorry, mình chỉ là những cô bé mầm non thôi mà. Thôi mình phải bổ sung toner vào luôn để cho cân bằng độ ẩm đi. Toner. Wow. Đây nhá, thực ra là này, các bạn gỗ nhẹ thôi, các bạn gỗ đều này. Thứ nhất là vào hai bên vùng mấy vùng này. Đấy, sau đó thì các bạn có thể để thành như này. Wow. Các bạn nữ nhưng mà em không biết mà anh biết. Bây giờ đến bước tiếp theo đó là bước serum. Đấy, hai người chọn đại cái đi. Lấy cái vàng hay vàng. Thực ra cái vàng đâu có đắt đâu. Đắt gì ạ? Cái gì đắt nhất trong có, một vàng? Có 400 một lọ thôi mà. Đúng là tinh chất đấy bạn. Nào. Không, anh ơi, em vừa xem cái app kia rồi. Mình dùng serum thì mình không thể dùng bằng tay không như này được. À, thế mình làm nào? Ở trong cái máy của em có cả massage với serum. Ui, có nhiều dạng cái massage đấy. Em sẽ dùng vào mắt đi. Ok, massage mắt. Dùng à. Rồi. Nghe đang giới thiệu là mình sẽ có những cái phần này. Đường này. Em ơi, cái này đúng là kiểu cái vùng cơ quanh mắt ấy. Mình làm việc nhiều, mình rất dễ bị mỏi. Ôi đúng là làm có bài vở ha. Phê quá Hà ơi. Mình thích nhở. Mình thề với các bạn là các bạn nên thử một lần massage kiểu này. Phê thật sự anh ơi. Oh my god. Rồi. Em còn 3 liệu trình nữa. Mình sang bước tiếp theo đi. À, vâng, bôi kem mắt. Cô giáo bực lắm rồi. Bôi kem mắt. Không phải là bôi, sốt tại hết sao? Cả ruột. Tại sao giữ mắt môi và mặt tại bôi mắt chữa? Tại vì là trước khi mình khóa ẩm hết lại thì mình phải bôi cái phần này trước đã chứ. Còn môi thì nó có ảnh hưởng gì đến cái phần về dưỡng, bình thường về dưỡng ẩm mà có bôi môi không? Bôi mắt đi. Rồi đừng có cãi, đừng ui. Có mẹ. Đây là bơ đúng không? Đúng rồi. Là bôi như nào? Biết đâu được. Cô giáo có dạy đâu. Mình cứ bôi thành từng bôi vào mắt. Ngoài mắt nha, chứ hỏi cô bảo bôi vào mắt là chọc vào đâu. Xanh đi. Rồi thì khi mà bôi đồ dưỡng da thì mình nên bôi bằng cái ngón này. À. Cái lực tay nó nhẹ. Wow. Cô đúng là con gái. Cứ đợi lúc mà mình làm rồi cô mới nói. Thế ừ. Cứ đợi đến lúc mà mình phải xem làm sai thì mới sửa chứ. Rồi rồi rồi. Rồi rồi anh ơi. Cái bôi bóng nhảy cả ra khét thằng Sơn. Chả biết cái này dùng ké nhỉ. Bây giờ mình làm gì nữa ạ? Bây giờ mình sẽ bôi dưỡng ẩm. À bôi dưỡng ẩm à? Đó, đây là scan dưỡng ẩm của anh. Mày bôi xong cái mắt của mày đi, nó vẫn còn đầy bóng kìa. Đúng rồi, cái này là anh biết làm rồi. Bôi như nào ấy? Mình cứ bôi lên. Mình cứ chia thành các điểm trên mặt đi, trên mặt sẽ có 5 điểm thì mình sẽ chia thành các chấm. Mình bôi lên mặt. Xong rồi mình tán đều ra. Bôi thích không? Mày thích không? Thích nhỉ? Cái quả thích nhỉ? Mát nhỉ? Nó kiểu mình là beauty blogger đi, không có gương là trước mặt ấy. Với cả mình xấu nữa em ạ. Beauty blogger họ đẹp. Xấu vãi. Không như xấu còn thiểu năng nữa. Bảo em xấu thì được, bảo em thiểu năng là xúc phạm em. Xong rồi. Cô ơi. Đến lượt cuối cùng là dưỡng môi. Thôi thế không dưỡng môi để tẩy đi mấy cái thứ nghiệp của trên môi của mày. Phải dưỡng môi. Để à. Chưa bao giờ mà em có một cái quy trình mà nó gọi là hoàn thiện và đầy đủ như thế này.
Rồi, thế là ok chưa? Ok, ok. Ôi giời, chị ơi, các trò là gọi là tốt nghiệp xuất sắc là trường mầm non skincare phiên bản Eternal đấy. Về đầu tư bộ skincare cho nó đáng đồng tiền bất gạo. Bây giờ em là em biết skincare như nào rồi, nhưng không có tiền thì làm nào để có tiền để skincare bây giờ nhỉ? Đấy lại là tập sau nha em, mình có một cái lớp gọi là lớp làm giàu ở trường mầm non này nha. Rồi, ngày hôm nay thì gửi là cảm ơn cho mọi người vì đã xem hết clip này. Cái sự thiểu năng của mình và nhưng mà nhờ cái sự giúp đỡ của cô giáo mình em mà mình đã đỡ. Thôi đưa có một cái máy đời mới. Khởi đầu hơi bị cao. Thôi được rồi, thôi được rồi đấy nhá. Và nếu mà các bạn muốn thì đừng quên là mình có để link sản phẩm máy rửa mặt Foreo Luna 3 cực kỳ tiện lợi dành cho cả con trai và con gái ở phía dưới phần description mô tả của video. Còn bây giờ thì có lẽ nếu các bạn thích clip này, hãy like, share và subscribe YouTube cho channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.